đơn vị tôi thuộc C2 J7Q16. Thì cái đợt này đang ở lại chỗ Bắc Tam Bang để gọi là tập kết, để gọi là nói chung là quản lý chế độ quân quản ở cái khu gọi là tỉnh Bắc Tam Bang. Vâng, nguyên trung đoàn là như vậy. Thì trong cái đại đội tôi thì cũng là quản lý canh gác trong khu nhà tướng đấy, như ông nói trước. Cả tiểu đoàn thì cũng nói chung là chốt xung quanh khu vực đó. Thế đến khoảng một tháng sau thì trên báo biểu là có một đơn vị coi như địch cửa vòng một đại đội, nó dùng chủ yếu là vũ khí của nó là hỏa lực chỉ B-40-41 và lựu đạn AK. Nó nhằm mục đích là ban đêm nó sẽ tấn công mình, tấn công vào nhà thương, nó nói thế. Thì bên tình báo trinh sát mình đã công báo về đấy, báo về là cho cấp trên kiểu là các anh phải bố trí lực lượng làm thế nào mà đánh bại bọn này thì mới được. Mà nó đánh ban đêm cơ. Vâng, thế là trinh sát báo về cho cấp trên kiểu nó đang ở một cái phu cách đó khoảng 3 cây. Nhưng nó mặc quần áo đội cơ. Quần áo lính mình cả chứ không phải mặc áo đen. Tức là mặc quần áo xanh. Mặc quần áo xanh để nó cải trang trà trộn mà. Nó đóng giả bộ đội mình ấy. Vâng, kiểu là vào cái phum đó, nhưng mà cái phum nó đặc biệt không có dân. Vâng, nó gọi là phum. Cửa ví dụ như thôn Gà La nhưng nhà sàn hết rồi mà. Vâng. Thế là cấp trên kiểu là ngày mai nó sẽ vào đó thì xem các anh bố trí lực lượng thế nào để mà vây tóm nó bọn này. Thì nó mới gọi là sợ khiếp vía. Thế là cấp trên biểu tôi là ngày mai là lực lượng ở lại chốt ở đây giao cho tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 7 với lại tiểu đoàn 9 là ra đó để phục kích, để coi như là chờ lệnh của trên. 5 giờ chiều là bắt đầu hành quân. Hành quân tới vị trí đó nhưng cách xa chừng là khoảng 1 cây số thôi. Đào hầm đào hố để trú ẩn, bởi vì tối mới bò vào. Khoảng sáng mai nó mới bò vào, nghe nói đó. Vào đây nó còn tập kết lực lượng ngày kia mới đánh. Kiểu như thế, trinh sát nó báo về chắc chắn rồi. Thế cũng đào hầm đào hố xong, củng cố lực lượng coi như là hoàn thiện xong thì gác cái cửa của nó vào thì mình không gác đâu. Cái đường nó đi mình không có chấn thủ. Biểu các anh về làm thế nào để cho nó vào gọn trong phum. Vào trong đó thì mình mới bắt đầu đánh, cứ để cho nó vào. Hôm đến sáng mai cửa khoảng 4:30 thì thấy quân nó vào. Cửa một đại đội khoảng 50 thằng, cũng có quần áo bộ đội giống mình lắm. Mình mà không biết là ông tướng lính mình thôi. Vâng, mặc áo xanh. Vâng, mặc áo xanh đi đàng hoàng ban ngày, bình thường lắm. Thế mình cũng thấy anh vào rồi, cấp trên biểu thôi cứ để cho anh vào. Cho anh vào gọn trong phun rồi lúc đó mình mới tính. Cũng thấy bác với 40, 41 cũng như cấp trên nói đấy. Cái lực lượng của nó vậy. Thế vào xong đâu vào đấy thì cỡ khoảng 5 giờ thì thấy anh vào gọn trong phun. Mà cái phun nó không có dân, phun độc lập. Thế cấp trên biểu thôi bây giờ mình phải vây kín cho một đại đội vào trước để xem do thám tình hình nó có củng cố lực lượng hay chưa. Thế vào cho đại đội của tôi vào trước. Chỉ có B-40-41 thôi mà mình với lại cối xong người cơ đó. Trên đường mình nhìn thấy rõ ràng. Thế là lệnh của trên tôi bây giờ là mình cho bộ binh vào tấn công thôi, bởi vì cái lực lượng của nó chưa kịp đầu hầm, nó chỉ là trú ẩn trong nhà với lại các thứ thôi. Thế lúc nó bất ngờ nó mới hạ ba lô xuống là quân mình bắt đầu ở vào đánh bất ngờ. Lúc nó cũng loạn xạ, hai bên đánh nhau trên toàn không có hầm hố. Còn mình cũng bị thương mà hắn cũng bị thương. Còn một số mà chạy ra ngoài đấy thì bị cối với lại bộ binh mình vây đấy. Vâng. Hai chồng hôm đó đánh nhau mà đơn vị tôi cũng bị thương đầu 20 anh. Toàn vì cái đàn nhọn của nó đấy. Vâng. Còn B-40 nó bắn toàn xa thôi mà. Nào cơ B-40-41 thì cứ thế mà tấp thôi mà. Đánh nhau nó cụm là một chỗ. Cụm là trong một cái phum. Nó trú ở trong chui vào trong nhà, có chỗ chui vào trong nhà. Lúc đó là mình bao vây nó. Bao vây rồi, không chạy ra ngoài được. Bắc loa đàng hoàng. Nếu mà chạy, nó vẫn sống ngoài vẫn nhập. Nếu mà các anh không đầu hàng, là chúng tôi sẽ xử trí hết. Bắn bằng chết hết. Thế cuối cùng nó vẫn cố thủ, nó dồn là một cái nhà.
cái nhà của ông và nhà hai tầng. À. Ông nhà hai tầng. Nó chui vào đó với cái nhà xây mà. À. Còn mấy nhà sàn là không ở. Tập trung là nó hết. Còn cái số quân của nó bị thương gần một nửa rồi. Yeah. Mình đánh cấp tàu mà đại đội tôi vào. Đánh cấp tàu. Mà bị thương mất 20 anh. Nhưng mà không chết. Chỉ bị thương nặng nữa. Thế cho quân đem ra. Thế báo lại cho đơn vị biểu bây giờ tập trung vào một cái nhà hai tầng. Vâng. Cái nhà hai tầng mà bây giờ nó cố thủ mạnh lắm. Để xem cấp trên cho ý kiến. Biểu bây giờ mà các anh mà bắt sống thì không bắt nổi. Không được đâu. Bởi vì nó có súng. Có súng và cái lực lượng của nó đang còn cả B-40 rồi. Nó chạy vào đó đấy. Nhưng mà cái nhà nó lại là có cái bí hiểm là nó cũng không có cái cửa đằng sau. Thế không biết thôi chứ bây giờ mình phải cho mấy một tiểu đội đặc công vào. Là bắt đầu trèo tới cái cột này. Bắt theo cái dây là ở trên đánh xuống. Là ném bằng lưu đạn thôi. Vâng. Một tiểu đội đấy, một tiểu đội đặc công. Vào. Đánh nhau ầm trong la hét. Mạnh bởi vì anh cũng bị mìn của mình. Mình ném xuống thì anh hết đường chạy. Thế nó rối loạn trong đó bắt đầu ngoài này. Mình cũng phải chơi B-40 vào, bắn thẳng vào trong nhà. Lúc đó thấy im re, có lẽ là chết. Bắn 3 quả. Thế cho tiểu đội với tôi nện vào đó 3 quả. Bắn thẳng mà, cứ bắn chính diện. Ông đại đội trưởng biết đó, cứ bắn thẳng vào đó. Cho anh chết luôn này. Thì thấy im re. Ông thấy cửa quay với mấy thằng lính đặc công của mình ở trên mới nhảy xuống. Sứa mà hát chui trong hầm dưới anh ạ. À. Có tầng hầm, cái nhà nó có hầm ngầm. May mà mình không chạy vào là bị quả của nó lại. Bắt đầu đặc công nó mới xuống thấy im re mà đưa bắn vào không thấy chết. À. Mới có bị thằng què thôi. Què mà không chết. Thì quân không thấy ở đâu cả. Mà kiểu này nguy hiểm nha. Không biết là hắn trốn ở đâu. Thì đặc công mình mới mò mái có một cái kín lắm. Có cái kiểu cái hầm ngầm của nó là kiểu cái hố tiêu đấy. Yeah. Có một cái nắp đẩy thế này là nó chui xuống dưới đó. Yeah. Ê, tìm mãi mà không thấy nhà cửa mà không có cái chỗ nào. Thế đặc công mình mới thấy có cái búa đây, cong cong ở dưới này mới lật mẹ lên. Yeah. Cái nắp hắn bằng đấy. Mà cái tấm bằng cái xi măng đấy. Cái tấm đầy xi măng bê tông thì kéo lên, may mắn không bị anh bắn toàn vặt. Thế là đặc công biểu thôi chúng bay xuống đây chỉ có chết thôi. Thế tung mấy quả lựu đạn xuống đó thì thấy im re, biểu là bây giờ điện ra ngoài, biểu là xuống hầm ngầm. Thế cấp trên biểu hầm ngầm khả năng có lối thoát đấy, các anh phải cẩn thận, phải vây thật kín. Thế vây ra bên đó có một cái cửa sông anh ạ. À. Ai, bây giờ cho quân khẩn cấp đến đó, vây chặn cái chỗ cửa sông, thì thấy nó lùng ổn bỏ ra. Thế là cái mục tiêu mình bắn nhanh. Thế là đại đội với tôi đến đó, ngay tiểu đội tôi. Thế là anh đậy cái cửa ra, là anh chui nhưng mà không nước không chảy vào được. Anh kiểu anh bò ra, cách đó khoảng 3 mét, mới bò ra sông. Thế cứ đậy cái nắp lên thế này. Thì đúng bọn này rồi, như cấp trên nói rồi, khả năng sẽ có cửa ra sông, vì gần sông mà. Thế lúc đó bởi tôi cứ lên thằng nào là tóm thằng nó. Đặc công thì ở bên này anh đốt khói với lại ném mìn, với ngạt thở. Thì bắt buộc phải ra bên kia. Hôm đó là 10 con 15 thằng. 15 thằng thì cầm súng ra, giơ tay đầu hàng. Mình vẫn bắn chui trong đó thì chỉ có hết đường chạy thôi. Nếu mà mình không nhanh là anh bơi qua sông. Vâng. Chui ra đó là anh qua sông luôn. Họ vứt súng chung hết, anh cho quân vứt súng giơ tay thế này. Thế tóm, chỉ có dây điện buộc thôi mà. Dây điện buộc tay lại. Chở tay lại bắt đầu đem ra được 15 thằng. Thế khai còn dễ không, còn thằng nào không? Ông biểu đang còn 10 thằng nữa, chưa lên. Thế cuối cùng gọi mãi cũng không lên nha. À. Còn 10 thằng. Nó cố thủ chứ nó. Cố thủ chứ nó. Nó cũng sợ, mà có khi anh đoán là lên cũng chết, mà không lên cũng chết. Thì tự mau mới tài đặc công anh xuống ném mấy quả luôn. Vâng, cứ thế nó tương lưu đạn. Thế là anh chạy bò lên hết rồi mà. Anh cũng vừa chạy vừa lui, vì lưu đạn không thể chống được mình. Vâng, gặp là chỉ có chết thôi. Thì mãi đến lúc bắt hết toàn bộ được 25 thằng, bắt sống.
Tôi nói là cấp trên biểu thôi. Các anh đợt nên là được được bằng khen đấy. Được bằng khen. Nhưng còn thằng nào mà chạy ra ngoài thì bị lính mình bao vây bắt. Bắn sống chứ không bắt luôn. Thằng nào mà bỏ chạy là bắn chết luôn. Thì hôm đó là nguyên đơn vị tiểu đoàn 7 K2 với tôi là bắt được 25 thằng. Được 25 thằng đó là đưa về mới giao cho trung đoàn. Tiểu đoàn mới biểu thôi để cho cái bọn trinh sát tiểu đoàn đưa lên. Có súng ống và trói tay lại đàng hoàng. Còn thằng nào bỏ chạy các anh cứ bắn gãy chân chứ không nào bắn chết. Thằng nào chạy là cứ bắn gãy chân thôi. Nhưng mà cũng phải buộc anh là sợ anh chạy. Buộc coi như là xếp hàng. Cứ 10 thằng. Một cái dây gọi là dây chảo đấy. Vâng. Buộc lại sợ anh là anh kéo quần chạy cây thì mình gỡ không kịp. Anh chạy đi. Xếp hàng đi lên trung đoàn cỡ khoảng 2 cây. Lên trên đó giao cho bên cấp trên là xử trí. Thì cơ ông Tống một cái nhà xây. Cái nhà xây có nhà bằng, cũng không có nhà tầng. Tống vào đó khóa lại. Còn vẫn không mở. Không mở tay một chiếc. Biết thấy các đồng chí là cho màn đại đội trinh sát đến đây. Gác. Để ngày mai mới xử trí. Ngày mai là quân Pháp mới đấy. Cái bọn hỏi cung. Hỏi cung là hỏi từng thằng một cơ. Không hỏi cả bầy đâu. Cứ lôi từng thằng một ra, xích chân lại, có cái xích mà. Lúc đó mình có xích, thằng nào mỗi thằng một cái xích. Xích lại là bắt đầu cứ ra thằng nào là xích thằng đó. Xong hỏi xong là cho đi đằng khác. Thế hỏi một thằng đầu tiên, hắn không khai. Hắn biểu không biết, hắn chỉ nhận lệnh là đi đánh thôi. Không biết là cấp trên ở đâu và tiểu đoàn ở đâu. Nó nói là nói là lính đúng không? Vâng, nói là lính rồi. Thằng nào cũng thế, hắn khai kiểu đó. Thế lúc đó cái thằng nó hắn cũng người Việt Nam đó, biết tiếng Việt Nam rành lắm. Em đều dạ dạ em khai. Bởi vì bọn em đây nhận lệnh là nhận lệnh của cấp trên. Là vào đánh chỉ đánh gọi là bất ngờ thôi, chủ yếu là tập kích vào nhà thương. Cái nhà nó nhiều cái vấn đề thuốc thang đấy, của quân đội ấy, đưa vào đó nhiều mà. Vâng. Với lại của dân của nó để vào đó cũng nhiều. Cứu chữa dân mà. Chủ yếu là đánh vào đó để cướp một số hàng để đem ra thuốc thang đấy. Là cấp trên của bọn em là kiểu đó, biểu là tôi là vào đó là đánh vào ban đêm, đánh nhanh rút gọn, kiểu tập kích đánh nhanh rút gọn. Bởi vì anh điều tra là bởi vì thấy lính mình cũng tàn mát, cũng kiểu gần tháng trời đóng thấy không có địch đóng gì cả, nhưng kiểu đánh bất ngờ đấy, ý là như thế. Nhưng mà không may là mình là chơi trước, thì bọn em thì là nhận lệnh như thế. Nhận lệnh cấp trên là đúng khoảng 6 giờ tối hay là 10 giờ tối trong hai trường hợp đó. Khi mà nào mà các anh còn lại cảm thấy là đi ngủ thì bọn em mới lại tấn công. Nhưng mà không ngờ mới đến vị trí này thì bọn em đã bị các anh bắt. Thì biểu là đơn vị mày còn đâu không? Quân mày còn đâu không? Thế em mới khai. Anh biểu đông thì còn đông nhưng mà không ở gần đây. Cách đây khoảng 10 cây. Ngồi sát trên núi rừng tre đấy, rừng giáp bên Thái Lan. Rừng nó cứ trú tại đó cứ khoảng một trung đoàn, nhưng mà không có xe tăng. Thế biểu từ đây mà bay hành quân tới vị trí này là đi mấy ngày? Anh biểu bọn em đi có một ngày đó, có 10 cây số mà đi bộ tới nơi mà 2 tiếng đồng hồ thôi. Thế mới cấp trên mới tra khảo trong đầu vào đấy, biết là cái lực lượng của nó còn đông. Thế mới điện cho sư đoàn, bởi đi phối hợp với sư đoàn mà. Sư đoàn mới bố trí cho quân khu mới biểu thôi, bây giờ cái anh nó một trung đoàn mà hai sư đoàn đánh chưa chắc. Bởi vì lực lượng của nó là cũng đang còn cối 120 ly. Hỏa lực đang mạnh. Hỏa lực chỉ có tội không có pháo thôi. Bộ binh của nó thì nó trung đoàn thì nó đang còn 4 tiểu đoàn. Bộ binh. Thế dùng hai sư đoàn. Thì cơ ông được thôi thì cũng phải dùng sư 5 đánh trước. Bởi sư 10 là vì nếu nó trấn thủ bên Thái Lan sợ là quân nó tràn sang. Vâng. Trấn thủ đầu bên nó có pháo đấy. Bên sư 10 có pháo cả máy bay đấy. Thì cấp trên quân khu 7 ông Lê Đức Anh biểu tôi bây giờ cũng phải tiểu đoàn 7 thôi. Là tiểu đoàn mũi nhọn. Tiểu đoàn của anh. Vâng, tiểu đoàn thôi. Là trước mắt là trên sẽ ủng hộ cho hai xe tăng yểm trợ đấy. Vấn đề pháo binh lúc đó mình phải nã bằng pháo binh.
pháo binh và cối 120 ly. Nếu cần thiết có cả máy bay không hiểu đó, cũng nói là nói động viên thôi, nhưng không có máy bay đâu. Mình tập kích là bằng 30 phút, nhưng mà không thấy anh phản kích, không thấy phản kích phản kích gì cả, cối pháo không thấy im re. Thế mới biểu hay là thằng này khai láo rồi, nhưng mà trinh sát mình nói cũng đúng, đang còn mà cái trung đoàn nó đang cư trú ở đó. Vâng, trinh sát đặc công mình cứ phải bám địch mà. Cái hệ của thế công là bắt đầu dội cái là cối 120 ly đây. Cái tầm đó cũng có bằng cái làng cà la mình, nó cụm lại chỗ đó, rừng treo à. Vâng, đào hầm đào hố kiên cố lắm, chủ yếu là sát chân núi, nếu trường hợp ấy là chạy lên núi là vượt sang Thái Lan luôn, bộ binh mà. Thôi thì mình cho xe tăng vào xem con răng, đánh một tiếng rồi mà chưa thấy phản công nên vào xem thế nào. Thì bắt đầu xe tăng đi vào, vừa vào là 12-8 quất vào, lúc đó mới phản kích nhỉ. Mình vào gần cửa khoảng 1 cây số nó phản kích, lúc đó là nó tung toàn cái loại cối 60 nó ra, mà bộ binh mình phải chạy nhanh, chạy quá tầm gọi là cối của nó. Cái xe tăng nó mới tốc đánh, gọi là cả sư đoàn đánh, mà mấy trung đoàn đánh đánh vây, mà một số thì đón đầu sang chạy sang Thái Lan, đánh mãi đến 3 tiếng mà cũng chưa chiếm được, chưa chiếm được cái chỗ đó, mà đánh từ bắt đầu sáng đấy. Thế giờ bước cái trên để thôi, bây giờ các anh cứ cầm cự đi, cầm cự mà vây mà không cho thằng nào thoát, phải vây kín trung đoàn đó. Máy bay chiến đấu của mình lên ném bom, phải là bắn rocket, với thả mấy quả bom xăng cho cháy cái khu rừng tre ra, rông quá trời quá đất. Đủ mấy quả bom, ném quả mấy bom, quả bom xăng nó bốc cháy rồi mà. Với lại cối với các thứ mình tấp, đánh tới tấp, đánh đến khoảng 6 giờ chiều. Thì lúc đó bộ binh mình cũng chưa chiếm được vị trí, nó vẫn phản. Bởi vì cái hầm của nó có lẽ tương đối kiên cố. Thế cấp trên kiểu mà đánh thế mà chưa chiếm được là kiểu như mình vẫn phải vây cầm cự. Mà quân của nó tiếp viện không còn nữa, chỉ còn các trung đoàn độc lập đó thôi. Bởi vì là bị vây hết rồi, ra vô được nữa. Vâng, phải cố thủ thôi. Thế là cấp trên giờ thôi cho tiểu đoàn 7 phải đánh thẳng vào với hai xe tăng mình đã còn nguyên, mà đánh thẳng mở cửa xem thế nào. Lúc chờ đánh vào trong lúc đó nó phản á, phản ứng mạnh. Lúc đó là B-40, B-1 nó mới thấp. Thấp là lúc đó là mình cũng có 12.8 với đây là DK đấy, trên xe tăng tốc. Nó đánh nhau chí chóe rồi mình cũng bị thương nhiều. Bởi vì đánh hắn tiêu ở trong hầm mà, không có hầm. Mình đánh vận động. Đánh vận động. Thì đầu tiên đánh chiếm được một cái tiểu đoàn bộ của nó. Đánh chiếm gọn được cái tiểu đoàn đó là nó chạy. Nó chạy dồn vào một bên. Thì coi như là mình chiếm được một nửa rồi. Lúc đó là tiểu đoàn 7 và chiếm được một nửa cái vị trí đó. Thế là cả mấy trung đoàn bắt đầu tiến vào. Tiến vào là đánh. Đánh mãi đến 7 giờ. Cũng chưa chiếm được, mới là vây thôi. Không biết bây giờ phải vây kín, bây giờ nó là khả năng nó có hầm sâu, cho nên cái cối pháo của mình tấp cũng chưa chắc đã chết. Thế là lúc đó đơn vị biểu thôi, bây giờ chủ yếu là vây thôi, bây giờ đánh ban đêm này khó xử lắm, vào không khéo là hao quân, mình là ở trên không, bộ binh đánh trên không là dễ chết lắm, không có hầm hố gì cả. Bây giờ các anh ở ngoài là vẫn phải đào, đánh đâu phải đào hầm, củng cố đến đó. Vì mình trấn thủ mà, vây mà. Lúc đó là trên mới cho đào hầm đào hố chắc chắn đi. Thì sáng mai mình đánh tiếp, không được. Đâu đào hầm, các đơn vị đều đào hầm hết, củng cố. Bởi vì không đánh vận động đâu, ban đêm là dừng, không đánh. Vì đánh ban đêm là nó trong hầm là mình dễ chết lắm. Thế lúc đó là đến là khoảng sáng mai, cứ khoảng 6 giờ, sáng hẳn ý. Sáng hẳn mặt trời lên, lúc đó là sáng tinh rồi. Lúc đó là bây giờ cấp trên biểu thôi các anh là yên tâm, bây giờ là sẽ có lực lượng lớn là dùng cho cái loại 37, hỗ trợ cho các anh 2 khẩu pháo 37. Bởi vì cái rừng tre khó đánh đó anh, mà lại trời mưa nữa chứ. Trời mưa nó khổ, lính mình bị thương cũng khổ, ướt át với lại nó rét mướt, mà ở mố thì có gì đâu, đào vẫn ướt. Thì cấp trên biểu thôi kiểu này phải chơi quả, quyết định tôi cho sư đoàn 52 khẩu 37, trung đoàn pháo ở gần với tôi mà.
ở trung đoàn 28. Ông Ngô đem vào rồi ông nã đó mà quét, đúng là các bụi tre bụi giết là thấy bốc lửa lên hết. Cái bài 12 pháo 37 anh quất thì khiếp sợ luôn. Thế lúc đó là có lẽ nó cũng thấy hỏa lực mình quá mạnh rồi, bắt đầu các sư đoàn các trung đoàn là bắt đầu đánh vào chiếm toàn bộ. Nhưng mà cũng có số thì nó nằm trong hầm này này, hắn chưa chết, vẫn nằm dưới hầm này. Còn cái thằng trung đoàn của nó thì có một cái hầm lớn lắm, cố định, nhưng mà hắn không chết, thằng không chết. Thì bắt đầu với tôi là nguyên đại đội tiểu đoàn với tôi, cái đại đội với tôi mới vào để đánh chiếm được cái trung đoàn bộ, nhưng không thấy thằng cán bộ nào cả, chỉ có thấy mấy thằng lính thôi. Thế mới bắt nó đầu hàng mà bắt. Hiểu thế bây giờ cán bộ mày ở đâu, hầm cán bộ mày ở đâu, thế nó mới chỉ ở đó. À lúc đó đúng là dưới hầm ngập anh sâu lắm, hắn đào đến 3 mét không ạ, 3 mét, và hắn chống cái cây kiểu này, hầm chữ A này, vầng chữ A. Lúc đó lôi lên là 5 thằng, bạn bè có 5 thằng, thằng đại tá hắn người miền chính thức mà lên một tổ phệ lên lên được cấp trên để tôi phải có khóa ngay lập tức, khóa hết mấy thằng đó là phải khóa. Còn mấy thằng lính là bắt đầu mình trói tay thôi. Hôm đó là bắt đầu được coi như là một tiểu đoàn ấy, một tiểu đoàn lính đầu hàng. Bởi vì thấy lực lượng không thể đánh được mình, mà chạy không chạy được, ra không ra được, chỉ có cố thủ. Nó là làm chủ trận địa, thu sống ống trong đâu vào đấy, bắt đúng một tiểu đoàn. Còn bắt được 5 thằng cán bộ của nó là cấp trung đoàn ấy, đem ra thì giao cho quân khu, đưa xe đến chở đi luôn mà, em lên luôn, em lên quân khu để cấp trên xử trí. Thế cái khu vực đó là ở chỗ nào anh? Cũng Berlin đấy, giáp Thái Lan đấy, tỉnh Bát Tam Bang đấy. Nhưng mà cái khu đó là chân núi, mé bên kia Thái Lan, mé bên này là Việt, là Campuchia. Thế là nó sử dụng một trung đoàn lính Trung Quốc. Vâng, sử dụng cái trung đoàn nó gọi là trung đoàn, nó gọi là cũng hơi tinh nhuệ chiến đấu. Vâng. Tinh nhuệ là về thường thường là nó đánh vào thọc sâu của mình là nó không đưa quân nhiều. Đó là gọi là Berlin. Vâng, Berlin. Berlin. Vâng, Berlin. Cái chỗ đó có cả cà phê cơ. Vâng. Cà phê Berlin. Mà cái chỗ đó thì lính mình càng ở lâu thì càng sốt rét. Vâng. Sốt rét là chết, cái sốt rét là chủ yếu. Vâng. Với lại chết cái mìn của nó gài này nó lừa mình tấn công đấy. Vâng. Em có nghe nói là mìn, vâng, ở đó nó nhiều như lá. Vâng, mìn là nó gài dọc cái, ví dụ nó chuẩn bị đánh vào cái phùng này thì nó phải gài cách đó cỡ khoảng 1 cây số. Nó gài mìn trước, mà gài mìn là đi đá phải là chết nhiều lắm, chết phải là bị thương. Nói chung là đánh xong cái trận đó thì đơn vị cấp trên ấy lại cho Q-16 lại rút về để bảo vệ Bát Tam Bang. Vâng, bảo vệ tỉnh. Còn sư đoàn 5 với sư đoàn 10 thì vẫn cứ ở biên giới, cố thủ ngoài đó. Thế lúc đó về được 1 tháng sau thì trong cái đơn vị, trong cái phum với tôi đấy, có một cái phum là gần trong gọi là thị trấn ấy, cách đó khoảng 3 cây số. Vâng, có 3 cây số là nó thế trình xa nó báo về với đặc công mình, báo về cái là kiểu à ở đây là có một số gọi là bọn bạo loạn ấy, nó chuẩn bị coi như là đánh vào đơn vị của các anh, là đánh chủ yếu đánh vào nhà thương. Điều đó. Nhưng mà anh cải trang bằng gọi là quần áo dân sự, là chủ yếu là kiểu Pol Pot đấy, cái dân sự là mặc áo đen đấy. Vâng. Mà trong khi đó là có một tên chỉ huy của nó, các anh phải nắm đúng cái phải cho người vào để điều tra là cái tên mà nằm vùng ấy, có lính nằm vùng mà. Vâng. Thế hôm đó đại đội 2 lại cử tôi với lại là mấy anh trinh sát, tôi cũng có biết tiếng Thái Lan. Với lại nguyên cái đại đội 2 là lấy đi khoảng 15 anh, bộ binh ấy. Là mấy tay hơi gọi là cũng cứng cứng đấy, đưa đi. Thế là mấy tay trinh sát để vào điều tra ấy. Cũng vào điều tra dân sự, đúng nằm đó khoảng 1 tuần. Đến một cái nhà, nhưng nhà nó có gọi là nhà rôm, là nhà tập thể đấy, nhà sàn. To lắm, cái nhà to, mà nó là cái nóng dựng đứng thế này, là bằng lá thôi, chứ không phải ngói đâu. Để đến họp hành ấy, cái kiểu nhà rông, kiểu như mình nhà văn hóa đấy, kiểu đấy. Vâng.
Thế mà tôi đến hôm đó có một bà cụ, bà to béo nhưng là chính thức là người Campuchia, bà tiếng Việt Nam rành lắm. À. Vâng. Còn bà lúc nào cũng thấy cái túi đeo đây này, nhà trầu. Bòm bém với tôi đến tâm sự, nói chuyện. Bà biểu, trời, cái bọn Pol Pot này nó khiếp lắm anh ạ. Các chú mà không khéo là bị đánh đánh bất ngờ ấy. Nhưng mà chính ra cái bà này là sau điều tra là cái bà này là thành đại tá. À. Đại tá Nam Vùng. À. Đến chỉ huy cái quân mà nằm lại đấy. À. Vâng. Thế sau hôm đó, tôi với cả hai thằng viên dịch, thì mày với tiếng Campuchia tôi mày xem rình rình xem thế nào nha, cứ giả bộ nằm võng đây, nằm võng nằm giữa, bởi vì nằm vùng mà cô đó mình cải trang nằm một thời gian, cấp trên biểu khải các anh phải nhanh chóng gọi là điều tra ra được cái bà đó, nào hay là cái anh nào cầm đầu của nó. Vâng. Thì phải có biết tiếng Thái với tiếng Lào, có ở đó nữa, cả người Lào người Thái Lan, chủ yếu là thằng Trung Quốc là nhiều. Vâng. Người Trung Quốc nhiều lắm. Thế bây giờ nằm, hôm đó nói bò bè với nhau, nói cái tiếng cái bà nữa, có mấy thằng thanh niên mà toàn phụ nữ hết. À. Vâng, đến đây mà bà sai khiến là toàn con gái hết, con gái cỡ khoảng 30 tuổi đấy, cũng mặc áo đen đến, là tập trung để múa hát sinh hoạt cho bà đấy. À. Thế hôm đó thì tôi cũng dạo bộ, tôi vào tôi cũng uống nước, cũng hỏi han. Biểu bà có biết tiếng Thái không? Tiếng Thái Lan đấy. À, bà ông nói, ô, tiếng gì cũng biết cả. Đấy. Má, hắn ốc bà xương bằng má biết hết. Ô, bà giỏi nhỉ, con cũng người Thái Lan đây. À, thế bà mới hỏi mấy số. À, con Top, hắn là con Top là người, Tì Hán là thằng Tàu, ở thằng Lào. À. Lào là gọi là Tì Hán. Con Top Việt Nam là thằng Pol Pot, nó gọi con Top. Thế bảo ô, thế thì con cháu ở đây thì có gì đâu, cứ tối đến đây, bảo hiểu đó. Tối đến đây ăn cơm rồi nói chuyện uống nước với bà, với má. Thế bà đưa nhiều con gái lên lắm. Vâng, con gái cỡ 30 tuổi. Đến đứa thì múa hát rồi, đúng rồi, làm nhiều kiểu lắm. Thế mấy thằng Campuchia thì ăn cứ là lính thì nó ăn trà trộn vào trong dân để nó tìm hiểu xem nào có cái mái. Đến ngày thứ bảy thì thấy một số lính, nhưng mà không phải là lính thanh niên thôi, thanh niên cái cỡ tuổi như anh ấy, cỡ 3-40 tuổi, cỡ đó, không phải thanh niên mà của trung niên. Đến như anh mặc áo đen, đứa thì mặc thắt cái kiểu như người Tây Nguyên ấy. Vâng, hắn chỉ che lấy cái bộ hạ dưới thôi. Với lại mặc, có đứa thì không mặc áo, chỉ mặc kiểu đón vào chơi bà này. Có cái bọn mà con gái đến là bắt đầu hắn đến là hắn cho uống nước, nôi bày ra rồi là cơm nước, cái kiểu như họ sinh hoạt cái gì đó mình không rõ lắm, rồi tập trung lại đó. Cứ khoảng một tuần 2-3 ngày họ lại tập trung đến cái nhà bà đó, sinh hoạt uống nước nhau nhuyễn là rượu, không biết lấy rượu đâu thì cũng rõ, cơm nước thì đàng hoàng lắm. Thế hôm đó tôi không vào, tôi giả bộ tôi biểu tôi thế múa hát hay quá, tôi không vào thăm, xong rồi có được không bác? Ô, vào được. Bà lại nói vào được, các con cứ vào đây. Thế là gọi mấy thằng lính của mình vào luôn. năm sáu thằng lính cùng mình vào, cũng mấy tay ông cử cũng vào múa hát được, nhảy. Mấy bà thích lắm, mấy bà gái. Thích. Thế biểu là tối nay đi chơi, đi vào phun đi chơi. Thế mấy ông dặn là không khéo là bị hắn bóc cổ, nhà cấp trên dặn đấy, mình phải cảnh giác, hắn lừa đủ kiểu đấy. Thế bây giờ xác định có một con cũng đẹp gái, nhưng mà hắn đen rồi, tối hắn đen mà răng hắn trắng mướt thì cái dân Campuchia đó, cái mắt hắn rất đẹp nhưng mà tối đen rồi, đàn bà. Thế là tôi mới vào, anh biểu là tối nay đến nhà em, ở nhà em ở bên cạnh đó. Thế tôi biểu với thanh lính là thì ta đi vào đấy xem, anh biểu uống nước ta vô. Thế mà tôi mới vô đó uống nước, nuôi nhà cũng đàng hoàng nhưng mà không có thấy ai cả. Thế rằng mới hỏi rằng mà nhà không có ai vậy, biểu bố mẹ em chạy sang
sang Mỹ rồi. Chạy từ cái hồi Pol Pot rồi, chạy lâu. Thì còn mình em ở lại, anh nói hay là nói dối mình không rộng. Thế mà tôi ở lại đó thì anh biểu các anh có uống nước không? Nó có. Uống nước hay là rượu riêng uống được hết. Nói người ta Lào. Mà con cũng biết cả biết tiếng Thái cả. Cũng đều gái con đều gọi. Thế bây giờ mấy thằng lính biểu tôi đó. Hắn đem rượu ra mình thử hỏi cái rượu thuốc nốt. Rượu thuốc nốt nó hơi ngọt anh. Uống hàng can không bị gì. Nếu lính mình uống mạnh rượu thì không không sao. Thì ông đó rót ra một cái cốc, gọi là cái cốc to, cái cốc mà mình uống bia đấy. Rót ra để cả can đó. Nếu các anh uống. Bọn em thì chào có chi thì có ăn thịt gà luộc không để bọn em vào em xử trí. Và cái chi không ăn hết, bộ đội Việt Nam chi qua được hết. Được được phép. Cái vào nhưng mà nói rất thôi, nhưng có phải gà không, đưa mấy gói mì tôm nè. Bây giờ thôi. Nhưng mà ngọt anh ạ. Uống thì nhiều lắm. Hôm đó tôi cũng làm ba cốc. Ba cốc thế bừng bừng. Mà ăn không kiểu như bia thôi. Không có mạnh gà. Thế mẹ mấy thằng lính cùng mình, mấy thằng máu rượu đó. Đang nói vậy uống vừa vừa không ngọt ngọt ra nhưng mà không kéo xỉn nha. Được chả gì rồi. Thế mẹ anh ta uống một cái can 5 lít mà uống gần hết. Mấy thầy giờ tôi uống chỉ ba cốc tôi nghỉ. Thì thôi con bay làm kiểu này mà say cái là thôi hỏng nha. Tí nữa tốc vào cái là bất ngờ là chết đấy. Thì xong đâu vào đấy còn tôi lại có võng. Kiểu nhà em có chỗ móc võng không? Và các anh muốn móc võng thì lên đây cũng được. Còn nhà bà nó kiểu đó. Cái bà cụ mà hay nhà trầu đấy. Bà cũng ở mình thôi. Lâu lâu mới có đứa con gái đến gọi là sai khiến. Tập trung có việc gì đó. Thế là hôm đó với tôi. Năm thằng. Tôi mày ngủ dưới sàn thôi vậy. Mày đừng lên trên này mà kéo là mẹ ăn tập kích của nó khó mà sợ. Có xuống ống đàng hoàng mà. Vâng. Thế mấy thằng đều thôi nằm mẹ trên này đấy. Chả chết đâu. Bà nên biết tiếng Việt Nam thế nói cũng tình cảm mà không có gì đâu. Mà mấy thằng lính mà ăn uống rượu ăn cơm xong lại về rồi mấy cái thằng dân ấy. Nhưng mà mặc áo là áo cái kiểu buộc cái kiểu thắt ở dưới này này. Vâng. Dân Tây Nguyên. Dân Tây Nguyên mà ăn kiểu cái kiểu mặc váy, vâng, mặc áo thì không mặc, toàn mặc váy với cái kiểu đó. Đâu có 10 thằng, hôm đó 10 thằng. Thế lâu, đến ngày thứ tư, thì bắt đầu lại thấy bà nó gọi một số người con gái 10 đứa. Đến này cũng nhậu nhẹt với lại một lúc lâu thì thấy đâu khoảng 20 thằng, 20 thằng lính đấy. Thế mấy thằng Campuchia anh biểu là hôm nay là khả năng là muốn hỏng việc đấy các anh ạ. Bây giờ mình phải cần trương báo cho cấp trên thôi. Không khéo bà này là chủ chốt đấy. Chủ chốt để lãnh đạo quân đấy. Bởi vì cứ tối mình cứ bị tập kích mà. Thế cấp trên biểu thôi các anh cứ theo dõi thì chưa được đụng đại cái gì hết nha. Không được đụng đại ra lỗ cái là thất bại. Thế theo dõi đến 15 ngày. Thì vẫn cứ thế hiện tượng báo cấp trên là cũng đến cái nhà bà đó. Nhưng bà thì nhà trầu và bà cũng uống rượu được biết tiếng Việt Nam, báo cáo với cấp trên như vậy. Thì thôi thì để khi nào gọi là có hiện tượng, nhưng mà khi nào mà ngày nào mà đến họp mà thấy đông là bắt đầu cho mình bị tập kích, đơn vị bị tập kích, nhưng mà không chết thằng nào, tập kích xong chạy mà. Phải nắm được địa bàn địa hình, nó quen rồi, nó biết đường chạy. Nó chủ yếu ném lựu đạn, ban đêm ném lựu đạn. Ví dụ nhà cửa thế này mà sơ hở không đóng ấy là bắt đầu ném vào trong nhà. Nhưng mà mình có ở trong nhà đâu, còn ở trong hầm ban đêm ra hầm hết. Thế cấp trên kiểu thôi cái này thì để cấp trên xử trí, nếu các anh báo thực tế như thế thì bây giờ đến 2 ngày nữa cấp trên sẽ xử trí. Lúc đó là cho đơn vị đến, là khi nào mà ăn đến đông mà cờ họp ăn uống thì các anh báo cho đơn vị. Thế hôm đó thì bắt đầu khoảng hôm đó là ngày không biết ngày mấy cũng không rõ lắm, quên mất. Thế khoảng hôm đấy là khoảng 4 giờ chiều thấy có 10 đứa con gái đấy, đầu tiên nhà sàn mà. Thế dọn dẹp các thứ rồi là bố trí cái ăn uống đấy. Thế lúc đầu thấy 50 thằng dân thôi,
cái cỡ khoảng 30 đến 40 tuổi đó, con ít thì không thấy có, cái tuổi già đó. Đến thì thấy mặc áo, cái mặc váy này đó, cái áo này thì không mặc trần hết. Rồi đến đó uống rượu, các thứ thì cũng điện cho cấp trên biểu thế, uống cũng thấy đến đó tập trung đến 50 thằng báo cáo cấp trên đấy. Mà có 10 đứa con gái thì vẫn cứ như thế, mà bà vẫn thấy rằng nhà trầu ngay bà thì ngồi ở cái cửa sân nhà đấy, chứ bà không ở trong, bà không uống rượu, bà chỉ nhà trầu với lại là xem ra ngoài đường thôi, cũng nói với cấp trên thôi. Thế có thằng vẫn đang uống và nhảy múa trong đó. Từ kiểu này khả năng nó nhảy để coi như là nghi binh đấy, để xem các anh cẩn thận. Bây giờ này lực lượng cấp trên là hôm nay là quyết định là bố trí để vây bắt, thì đúng như thế. Cấp trên là trinh sát nó đã báo về, đặc công mình báo về biểu là khả năng bọn này là bố trí là tối nay nó sẽ đánh mạnh 50 thằng mà. Còn súng ống thì không biết để chỗ nào không rõ, nhưng mà mình cũng không nhìn thấy súng ống của nó, thì thấy mà cái váy thế này thôi, váy Campuchia đấy. Vâng, thế này là vào đó nhậu nhẹt. Còn lúc đó với tôi cũng không vào, đến vào nó đông quá rồi mới can mấy thằng lính thôi đừng vào, vào nó lộn xộn, nó uống rượu, một khéo say lại bắt đầu cãi nhau đánh nhau, nó rầy mới rồi. Thế bọn nó cũng hay say lắm, cũng nói với anh, nhưng mà biết là bọn này khả năng cũng là địch thôi, mình đoán như vậy. Thế cấp trên biết là tối nay là đơn vị cho một tiểu đoàn nên nó vây kín cái nhà, bộ binh cả trinh sát đặc công nữa. Lúc đó là cho 5 anh trinh sát vây kín rồi mới vào, với đặc công của mình là 3 anh, cả trinh sát đặc công là 8 anh. Vào cũng vào đó cũng mặc quần áo bộ đội đàng hoàng chứ, nhưng mà trong này súng ngắn hết, súng ngắn thôi chứ không có lựu đạn đâu. Vào lúc đó là cũng uống rượu các thứ bán ngát, mấy tay cũng chơi lắm, ăn chơi lắm. Vào hắn cũng mời rượu thốt nốt. Cái điều đang nói có ông mà con kéo đặc công được dây thì nó uống say cái coi chừng đấy nha, thằng nói nữa. Nhưng mấy lão, có mấy lão cũng không biết có say tờ đây không, cũng ngà cũng lăn xuống đó giả bộ say chắc. Cái mái đi lúc lâu thì không thấy hiện tượng, thấy ngừng thế đi ra hết. Thế ra thì đơn vị là bắt đầu đóng cửa lại, có cái cửa cổng thế này mà, bằng cửa cổng. Thế hỏi là bây giờ lệnh của cấp trên bây giờ kiểm tra hộ khẩu, kiểm tra lý lịch. Cái biểu chúng tôi không có lý lịch, chúng tôi không có hộ khẩu. Tại sao không có hộ khẩu? Các anh khai báo họ tên, địa vị, địa chỉ ở đâu, có người ghi chép đàng hoàng, và hai lính đặc công thì đứng hai bên cửa. Còn mình cho một anh gọi là ghi chép biết tiếng Thái Lan mà, và biết tiếng Campuchia, ghi chép bằng tiếng Việt thôi. Anh cũng khai báo địa chỉ ở đâu, nhưng xong đâu vào đấy mình lại có một cái nhà bên kia, cho vào đó luôn. Khai báo anh nào là cứ cho đó, đặc công mình đang nằm trong đó mà trinh sát đang nằm trong đó. Thật ra thằng nào là cứ phải khai báo, lệnh cấp trên nó không được đánh đấm gì cả, cứ khai báo và cho sang nhà bên kia. Rất khôn nha, mình làm rất khôn. Bắt đầu sang bắt toàn bộ 50 thằng đều khai báo, nhưng mà có lẽ nó cũng khai giả thôi, nó biểu ở trong phum địa chỉ họ tên. Sau đó bắt đầu vào cái nhà đó là 50 thằng là mình bắt gọn là vô đó, còn 10 đứa con gái cũng bắt đầu tiếp tục gọi ra để khai báo lý lịch, khai báo họ tên đấy. Vâng, 10 đứa con gái thì nhốt riêng, đưa vào cái nhà bên cạnh như là nhà sàn như vậy, có lính gác đàng hoàng đó, đưa vào đó thì đóng cửa lại 10 đứa. Thế là mới vào hỏi cái bà này, bà má, bà má em má chứ họ tên má ở đâu, quê ở đâu. Thế bà mới biểu thế cho các chú hôm nay là làm cái công tác gì mà thấy khai báo lý linh mạnh chứ, nó bọn con là làm công tác coi đặc biệt để khai báo xem là cái lý lịch hộ khẩu thế nào để còn thuận tiện để giao dịch. Nó không đánh đấm gì hết. Thế mãi đến biểu thôi, hôm nay thì cấp trên là mời bà lên cấp trên gặp. Ô má không đi đâu, sợ cán bộ lắm, sợ lục thum. Bà biểu vẫy tay sợ lục thum nó không đi, thôi má cứ đi.
con có xe đưa đi. Thế mà trông mãi bà không đi. Cuối cùng bà hiểu, thế các con có uống rượu không? Ừ, có. Tôi là biết tôi có. Vào có một cái chung rượu ngon lắm. Nếu đó các con muốn uống thì vào đó uống. Để má đi tí việc đã. Ý là bà muốn chốt. Vâng, biết là ý định muốn chốt. Thế ra đó đặc công mình mới túm lại lật lên thì bà có khẩu súng ngắn ở đây này. Khẩu súng ngắn đều ở đây. Bà người to bụng phế này. Điều rằng mà lại bà lại nhai trầu mà lại có súng ngắn. Thế hỏi má rằng mà má lại có súng ngắn là kiểu gì. Điều cũng sợ mà cũng phòng thủ và nói nữa. Thế là vợ tôi bắt luôn khóa tay lại. Bắt luôn đem đi lên hắn trên trung đoàn. Để các ông này khai thác tài liệu. Nhưng mà mấy ông ấy thẩm vấn thì mới ra việc. Còn mình thẩm vấn thì... Nhưng cái số lính thì các ông biết cứ phải gác chưa cho ra. Thế là bắt đầu khai ra. Có lẽ các ông dùng mưu thuật gì cũng rõ. Khai ra là đại tá. Đại tá gọi là nằm vùng. Thằng Pol Pot gai lại. Nói giống như cái kiểu là quân báo. Quân báo đấy là bà này quân báo. Thành thứ là cái kiểu mà đến ăn uống nhậu nhẹt hát múa là chẳng qua là ông chỉ bà chỉ huy để trao đổi cái công việc sinh hoạt ấy, để tác chiến cái kiểu bà lính quân báo. Quân báo, bà quân báo. Thế là bà ấy không biết đem đi đâu, nhưng mà trung đoàn đưa lên trung đoàn thì không biết là cơ ông đem đi chỗ nào thì không rõ. Nhưng mà sau khi phải khai ra là đại tá nằm vùng. Còn số lính đó thì đến sáng mai trung đoàn mới biểu là thôi bây giờ tiểu đoàn 7, bây giờ các anh bây giờ phải bắt số quân này là bắt gọn, phải 10 đứa con gái trong bắt hết, khóa số 8 đưa lên xe, khóa số 8 chứ không phải buộc dây, khóa hết, vào là ra anh nào khóa anh đó, mới đưa lên xe tải mà chở đi đâu thì không rõ, có lẽ đưa lên quân khu để các nữ ra nam bắt hết. Thành thứ ra nói chung bà khai ra là lính của bà. Cái lính là lính đánh ban đêm, đặc nhiệm mà. Nó thuộc hệ gọi là, mình nói là trinh sát đặc công. Mấy cái con đó không vậy, nó cũng gọi là đặc công. Cái con mà hôm đấy tôi uống rượu với anh biểu là, ấy đó, anh biểu mì tôm đó đó. Con nó cũng là tình báo con, cũng trinh sát đặc công con. May hôm đó mà, đang biểu mấy thằng lính mà bay uống say thì cũng kéo bị vấp cổ. Nhưng mà cũng khôn, nó không làm, con cũng đèo gãi. Thế là cái trận đó thì với tôi là cũng thu được coi như là 50 thằng. Đây là 10 thằng, mấy đứa con gái là thành 60. Mà không mất một tiếng súng nào hết. Thế cấp trên khen thưởng điều các anh làm được. Công tác này định là chuyển sang công tác dân vận nhé. Nhưng mà cứ ông được thôi, bây giờ đơn vị ta thì chưa cần dân vận. Mình chỉ cần cái chỗ nào nguy hiểm là mới đầu cấp tốc thì mới điều tra. Còn cái đội tuyên truyền thì đã có đội tuyên truyền. Thì câu chuyện đến đó thì nói chung là hết. Đơn vị thì đã đông được bằng khen. Phải nói là cái câu chuyện của anh kể rất là hấp dẫn, rất là hay. Cái đợt này là cũng đang ở Berlin đấy. Vâng, đang ở Berlin, ở tỉnh Bắc Tâm Bang chứ. Vâng, đang ở trong thành phố, lúc đó quay về mà. Đánh trong trận đó quay về thành phố, chủ yếu là dưới cái nhà thương đó mà. Mà cái bà này cũng gần chỗ nhà thương cái đó khoảng cây số. Mà cái nhà thương ngày nào cũng bị đánh hết, đánh tập kích. Nhưng đánh xong, rồi đánh phức tạp. Với cái khu nó đánh kiểu đặc công á, mình khó xử trí. Anh đánh xong đánh nhanh rút gọn mà mình bắn cũng vu vơ thôi, cũng bắn không chết thằng nào cả. Đến lúc đó là cấp trên mới chuyển hướng. Chuyển hướng đi xử trí, nói như anh nói là vào hàng ngũ xem dân sự xem có thế nào. Đó tôi là cơ cũng tròn ở đồng chí biết tiếng Thái thì ở đang đi kèm với mấy cái anh mà phiên dịch ấy. Thế cộng thêm là cho ba anh đặc công với năm anh trinh sát là 8 người. Đó là lần đó là bác được chọn là đi làm cái nhiệm vụ. Vâng, đó. Làm nhiệm vụ đó. Trà trộn trong dân. Vâng, còn đi vào là vào tuyên truyền ấy. Và đi tuyên truyền. Và cũng là tìm hiểu xem là cái tình hình địch nó hoạt động ở trong khu nó như thế nào. Vâng. Câu chuyện rất là hay. Vâng, vào đó đúng 15 ngày, 15 ngày mới bắt được. Vâng, cấp trên cũng cấp trên cũng cho bằng khen, bằng giết đàng hoàng. Nhưng mà cái này thì họ cũng đang lên quân đội đâu. Còn chỉ biết là kiểu cách đánh là chỉ thắng chung thế thôi. Chứ trong cái hàng ngũ mà đánh địch mới là khổ.